Phêrô và Giuđa. Hai tông đồ được nhắc nhiều trong bài Thương Khó là Phêrô và Giuđa. Mỗi ông mỗi vẻ, tương đồng có, dị biệt có. Nhưng với chúng ta, tôi có cảm tưởng các ông rất quen thuộc, gần gũi. Gần gũi trong thân phận người và quen thuộc vì cùng mỏng giòn yếu đuối. Trước hết, cả hai vị đều là những người được Đức Kitô kêu gọi và đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Kêu gọi ai là yêu người ấy, là muốn người ấy đi theo mình, ở với mình, sống như mình, cùng mình thực hiện hoài bão ước mơ. Điểm tương đồng thứ nhất là cả hai đều được Đức Kitô yêu, yêu rất nhiều và đặt trọn niềm tin tưởng. Phần các ông, khi bỏ mọi sự mà theo Ngài, các ông cũng đã làm một chọn lựa rất quyết liệt, chọn Đức Kitô giữa muôn người, chọn theo Đức Kitô và bỏ mọi sự. Có được chọn lựa này, hẳn tình yêu các ông dành cho Ngài cũng phải lớn lắm. Chính tình yêu lớn đã dắt các ông đi với Ngài dông duỗi đó đây. Kiếp sống lãng tử, ngày không chỗ ăn, đêm không chỗ ngủ. Đi với Ngài suốt 3 năm, chia sẻ với Ngài từng bữa đói no, từng niềm vui nhỏ đến nỗi buồn mênh mang, từ ước mơ lớn đến những đêm kinh hoàng trốn chạy. Cả hai đều thấm thía tình thầy trò nghĩa anh em. Ân sâu nghĩa nặng đã đan kín đời hai ông, và cả hai đều yêu thầy mình tha thiết, thương anh em hết lòng. Ta thường có khuynh hướng đổ hết tội cho Giuđa và cho rằng ngay từ buổi đầu ông đã không thật lòng theo Đức Kitô. Kết tội ông như vậy là hàm hồ. Bằng chứng là tông đồ đoàn đã tín nhiệm Giuđa và giao cho ông công tác quản lý, lo lắng ẩm thực cho thầy và anh em. Giao cho ai công việc tức là tín nhiệm và tin vào khả năng, lòng nhiệt thành của người ấy. Giuđa hẳn đã hăng say, nhiệt thành và tận tâm với công tác phục vụ này. Cũng như Phêrô được chọn làm anh trưởng đại diện anh em, phát ngôn viên của tông đồ đoàn, vì Phêrô cương trực, nhanh nhẹn, sốt sắng, năng nổ và chí tình. Cả hai giống nhau trong tinh thần phục vụ. Hai ông còn giống nhau trong cái nhìn về sứ mệnh cứu thế của thầy mình. Cả hai cũng như tất cả các tông đồ đều không nhận ra con đường Đức Kitô phải đi trong nhiệm cuộc cứu thế của Ngài. Các ông không thể mường tượng được Đức Kitô sẽ phải chịu khổ hình, chịu chết và chết rất thảm thương, ô nhục. Lời tiên báo của Ngài sẽ lên Jerusalem và chịu chết ở đó đã làm các ông sửng sốt, ngỡ ngàng, kể cả ngã lòng nữa. Cũng trong cái nhìn lệch lạc này, các ông ít nhiều đã cãi cọ, tranh chấp nhau về chỗ ngồi trong vương quốc tương lai của thầy mình. Dù theo Ngài, gần gũi Ngài, nghe Ngài tâm sự, giảng dạy, các ông vẫn không hiểu và cố tình không hiểu gì mỗi khi Ngài loan báo những ngày khổ nạn. Giuđa và Phêrô đều sợ mất thầy vì cả hai đều yêu thầy. Giuđa và Phêrô đều không muốn cơ đồ sụp đổ vì hy vọng phần thưởng lớn, chỗ ngồi cao trong vương quốc tương lai rất huy hoàng sắp đến của thầy mình. Nhưng điểm tương đồng nổi bật giữa hai ông là cả hai cùng yếu đuối. Người thì chối thầy, người thì chỉ điểm chỗ ẩn náu của thầy trong những giây phút cuối đời thầy. Tin mừng đã cực tả với tất cả chi tiết bi hùng lần lỗi phạm lịch sử của hai vị. Chiều đến, Ngài ăn tối với 12 môn đồ. Lúc đang ăn, Ngài nói: "Quả thật, thầy bảo các con, một trong các con sẽ nộp thầy." Giuđa biết Đức Kitô nhắc nhở mình
nhưng vẫn cố tình làm như không biết. Cũng như các môn đồ khác, ông cũng lên tiếng hỏi Ngài: Lạy Thầy, có phải con không? Đức Kitô nói nhỏ với ông: Con nói đúng, chính con sẽ nộp Thầy. Cũng trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Phêrô đã được Đức Kitô nhắc nhở và báo trước ông sẽ chối Thầy. Khi Đức Kitô báo trước mọi người sẽ tan hàng bỏ trốn, Phêrô to tiếng tuyên xưng: Cho dù mọi người bỏ Thầy, con sẽ không bao giờ bỏ Thầy. Nhưng Đức Kitô bảo ông: Nội trong đêm nay, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần. Nghe vậy, Phêrô cố cãi: Dẫu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy. Cả hai đều được báo trước, được ân cần nhắc nhở những vấp phạm sắp tới, nhưng cả hai đều vấp phạm. Giuđa đã trở thành chỉ điểm viên cho các thượng tế và hàng niên trưởng Do Thái. Họ đến bắt Đức Kitô trong vườn cây dầu với đám đông mang gươm giáo gầy gộc. Giuđa biết rõ Đức Kitô ở với các bạn môn đồ khác, nên đã cẩn thận dặn dò đám lính: Tôi hôn ai thì chính là người ấy, các ông hãy bắt lấy. Và ngay đó, Giuđa tiến gặp Đức Kitô mà nói: Chào Thầy, và ôm hôn Ngài. Còn Phêrô len lén vào ngồi trong sân dinh Cai-pha. Ở đó, Đức Kitô đang bị tra hỏi. Một đứa tớ gái trong dinh lại bên ông mà rằng: Cả ông nữa, ông đã ở với Giê-xu người xứ Ga-li-lê. Nghe thế, Phêrô liền chối trước mặt mọi người rằng: Tôi chẳng biết chị muốn nói gì. Đi ra đến cổng, một đứa tớ khác thấy ông cũng nói: Ông này đã ở với Giê-xu người Nazareth. Phêrô vội thề: Tôi chẳng biết người ấy là ai. Một lát sau, các người đứng gần đó lại nói thêm: Chính ông thuộc bọn Giê-xu, vì giọng nói của ông làm chứng điều này. Lần này Phêrô ra sức thề, và vừa rủa mình vừa chối: Tôi không hề quen biết người ấy. Và ngay lúc đó, gà liền gáy. Giuđa phản bội, còn Phêrô thì chối bỏ. Phản bội ai là chối bỏ người ấy, nên chối bỏ ai cũng là phản bội họ. Giuđa dắt lính đến bắt Thầy vì hết yêu Thầy. Phêrô công khai chối Thầy nhiều lần cũng vì không yêu Thầy. Cả hai ít nhất là trong giây phút bội phản ấy đã giống nhau vì cùng không yêu Thầy. Không yêu Thầy vì cơ đồ đổ vỡ lẹ quá, vì chương trình sụp đổ ngoài dự tính, vì đường Thầy đi không phải là đường mình muốn, mình chọn. Cả hai bỏ Thầy, phản Thầy, chối Thầy vì vỡ mộng, vì nghi ngờ chính Thầy mình. Khi loan báo sẽ phải lên Jerusalem và chịu chết ở đó, Đức Kitô đã nên cớ vấp phạm cho chính các môn đệ thân thương của mình. Các ông bắt đầu nghi ngờ Đức Kitô, nghi ngờ chương trình cứu thế và quyền năng Con Thiên Chúa của Ngài, nghi ngờ luôn con người Ngài, và các ông tiếc nuối vì đã đi theo Ngài. Người ta thường phản bội khi nghi ngờ nhau, và nghi ngờ nhau khi hết yêu nhau. Ở đây nồng độ yêu của hai ông xuống thấp quá, chỉ vì hai ông không hiểu gì về chương trình cứu chuộc của Đức Kitô, một chương trình kinh khủng đau đớn quá, một dự án tang thương bẻ bàn quá, một con đường chông gai nhục nhằn quá. Không thể hiểu nổi đã dắt đến mối nghi ngờ tàn khốc này. Hãy đặt vào hoàn cảnh của các ông lúc đó để hiểu thế nào là nỗi đau của một hy vọng tan tành, nỗi khổ khi thần tượng sụp đổ và đắng đót khi cơ đồ trong chốc lát cháy ra tro. Cũng hãy đến tận nơi với các ông để chia sẻ nỗi sợ toát mồ hôi khi bị khủng bố lùng bắt.
Người Do Thái coi các ông là những tên phản đạo cha ông, phá đạo dân tộc. Nhóm Giê-xu là nhóm phản động, gây rối, quấy phá, làm đảo lộn trật tự công cộng, kỷ cương xã hội, lệ luật tôn giáo. Các ông trốn chạy, lo thoát thân là điều thường tình. Các ông phản bội, chối thầy, bỏ bạn là điều bất thường, nhưng không quá khó hiểu. Tôi vẫn muốn thông cảm với các ông, cố chia sẻ những yếu đuối của các ông vì sức người có hạn. Vì các ông chẳng hiểu gì, chẳng thấy gì, chẳng đoán được gì trước quyết định quá liều lĩnh của Đức Kitô lên Jerusalem và chịu chết ở đó. Bằng chứng là Phêrô và các môn đệ khác đã can ngăn Ngài. Về phía Đức Kitô, xem ra Ngài cũng rất độ lượng. Chính vì độ lượng mà Ngài đã nhắn nhủ, báo trước cho các ông việc các ông sắp chối và phản bội Ngài. Lòng thương xót và độ lượng này còn đậm nét khi Ngài không hằn học, chửi bới hay lên án các ông. Khi Phêrô gân cổ thà chết không bỏ thầy, Đức Kitô yên lặng đón nhận lời tuyên xưng trung thành nông nổi của ông. Khi Giuđa quyết định đi gặp các thầy cả để dắt họ cùng lính đến bắt, Đức Kitô vẫn không tỏ dấu bất bình, khinh khi, nhưng để Giuđa âm thầm kín đáo ra đi thực hiện kế hoạch. Tình của thầy là một thứ tình không biên cương, không dời đổi, không thay hình đổi dạng, không đổi màu biến sắc. Tình của Ngài là tình trọn vẹn, tình cho đi hết, cho đến cùng, cho không tính toán. Nên khi bị phản bội, Ngài vẫn cứ yêu và mãi yêu như vậy. Tình Ngài không như tình của chúng ta, lên xuống, trồi sụp, bất thường và có tính toán. Trong Ngài chỉ có một thứ tình là tình yêu, yêu điên cuồng khi được đền đáp, yêu đắm đuối khi bị bội phản. Đây chính là nhiệm màu của tình yêu Thiên Chúa. Cũng trong và nhờ nhiệm màu rất cao vời và sâu thẳm của tình yêu này mà hy vọng luôn có đất sống. Phêrô và Giuđa ngay trong giây phút yếu đuối, tội lụy nhất như khi phản bội, lúc chối Chúa vẫn có đất để trồng cây hy vọng. Không có gì là không thể được trong tình yêu tuyệt đối và bao la vô cùng này. Cái bao la của Ngài đủ sức ôm lấy cái hữu hạn bé nhỏ của chúng ta. Cái tuyệt đối vô cùng của tình Ngài có khả năng bao trùm cái tương đối có cùng của chúng ta. Đến đây ta thấy Phêrô và Giuđa có những tâm tình và cách hành xử khác nhau. Bây giờ Giuđa, kẻ nộp Ngài, thấy Ngài bị kết án thì hối hận, đem trả lại 30 đồng bạc cho các thượng tế và hàng niên trưởng, nhưng họ không nhận. Và ông đã ném sắp bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ tự tử. Còn Phêrô nhớ lại lời Đức Kitô đã bảo, trước khi gà gái, con đã chối thầy 3 lần. Và ra ngoài, ông khóc lóc. Hai tội nhân, hai người phản bội, hai tâm hồn hối hận, nhưng một trái tim hy vọng, một trái tim tuyệt. Nói Giuđa không hối hận là không phải và sự ép cho Giuđa. Quả thật, khi Đức Kitô bị kết án, ông đã hối hận. Ông hối hận vì tội nghiệp thầy, thương hại thầy, nhận ra tội bội phản của mình. Và vì tội bội phản này mà thầy bị kết án tử hình, đang vác thập giá lão đảo, gượng gạo leo đến nơi hành quyết. Là người ai chẳng hối hận khi thấy người khác phải chết oan uổng vì mình. Giuđa là người, ông còn là môn đệ của Đức Kitô. Hối hận là chuyện không thể không có. Nhưng tâm can hối hận của ông dừng lại quá sớm. Chính ra nó phải đi xa hơn, phải đi đến mục tiêu của nó, hy vọng vào lòng thương xót của thầy mình. Ông đi được một phần đường nhưng bỏ cuộc quá sớm,
ông cần đi nhanh hơn, xa hơn một chút nữa thôi, chắc chắn ông sẽ gặp Chúa. Ngài cũng sẽ nhìn ông bằng cặp mắt bao dung, âu yếm như đã nhìn Phêrô. Tiếc cho ông chỉ còn một đoạn đường ngắn phải đi, nhưng ông đã không đi. Đoạn đường hy vọng vào tình Chúa xót thương. Phêrô hơn ông ở đoạn đường chót này khi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Nước mắt của Phêrô là niềm hy vọng ông gửi trao nơi Chúa. Nước mắt này không những chỉ là nước mắt hối hận ăn năn, nhưng còn là những giọt lệ hy vọng cậy trông. Thiếu những giọt lệ hy vọng này, tâm can hối hận ăn năn không có điểm tựa để rồi cũng sẽ phôi phai tan theo mây khói. Hy vọng vào ai là còn yêu người ấy, trông cậy vào ai là còn nhớ đến họ, còn nhớ là còn thương. Khi đã thương sẽ có tất cả, có lòng bao dung, có tình tha thứ, có ơn hòa giải, có ngày mai dấu ái thiết tha hơn. Phêrô hối hận và cậy trông, Giuđa chỉ có hối hận. Hối hận đứng một mình sẽ chóng biến thành uất hận. Hành động ra đi thắt cổ tự tử là hậu quả đáng tiếc, đáng buồn của uất hận này. Phêrô hối hận và cậy trông. Nhờ cậy trông nơi đứng đã yêu mình, Phêrô đã gặp lại Ngài. Qua ánh mắt nhạt nhòa máu và nước mắt của Thầy, Phêrô đã đọc được tình xót thương vô bờ bến. Khám phá và bám víu vào tình xót thương này, Phêrô đã làm lại cuộc đời, và cuộc đời ông đã thực sự được làm lại bởi tình của Đấng đã không nhắc gì đến tội cũ, lỗi xưa sau khi sống lại, nhưng chỉ âu yếm hỏi ông nhiều lần trước khi tín nhiệm giao cho ông trọng trách trông coi giáo hội của Ngài. Phêrô, con có yêu Thầy hơn những người khác không? Phần Phêrô với lòng trông cậy sẵn có đã khiêm tốn nhưng không thiếu chân thành nồng nàn thưa lại với Ngài: Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Tôi vẫn xin Chúa thương Giuđa và cầu nguyện cho ông, nhất là trong dịp tuần thánh. Tôi vẫn muốn Giuđa được lên trời vì nghĩ rằng dù gì đi nữa ông đã theo Chúa, đã là môn đệ trực tiếp của Chúa, đã yêu Chúa và được Chúa yêu. Chỉ tiếc đoạn đường chót, đáng lẽ phải đi cho trót, phải chạy nước rút cho đến nơi thì ông lại nản chí không hoàn thành. Như ông, tôi yếu đuối, biện hộ cho ông, cầu xin ơn thứ tha cho ông, chính là tôi đang cầu nguyện cho tôi, xin ơn thứ tha cho tôi. Tôi không thể biết trước đâu là đoạn đường chót, ở đó tôi phải dồn sức, đâu là thời điểm cực kỳ nghiêm trọng quyết định bại thắng của cuộc đời. Ý thức yếu đuối và thân phận mỏng dòn của mình và cầu nguyện cho Giuđa, tôi cũng xin ơn cậy trông. Niềm hy vọng mạnh mẽ của Phêrô trong giây phút và trên đoạn đường này, trong mọi cảnh huống, kể cả khi ngã quỵ, bội phản, tôi vẫn muốn và xin được bắt đầu làm lại tất cả bằng những giọt lệ cậy trông của Phêrô. Phản bội thủy chung tình thầy.
trò gắn bó phản bội yêu thương bạn cùng chí hướng phản bội tha nhân đời tận hiến trao thân phản bội đam mê hằng say lời thề nhọc nhằn nung nấu ấp ủ từ lâu phản bội niềm tin đừng nét ngây thơ đời dùng